xin mời một đại diện của quan lại Singapore, Mr. Fred Frederick. Welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. We heard a lot about, I'm Fred Ford from Singapore. I forgot to introduce myself. Great, thank you very much for the opportunity that Simon and Tiffany invited me to be here today to join the event. Xin cảm ơn rất nhiều là Simon và chị Tiffany đã mời chúng tôi đến đây để tham gia vào sự kiện này. It's always a pleasure to be in Vietnam. Tôi rất là hân hạnh để đến và tham dự tại Việt Nam. My passport is full of Vietnam shops. Hộ chiếu của tôi là đầy những cái dấu và đóng mộc của Việt Nam. So today I'm sharing with you something about Dealshaker. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về Dealshaker. So what is Dealshaker? Let me show you a video about what is Dealshaker. Thank you.
Dealshaker, Vietnam. Do you know where we learned this 1.1 life Dealshaker from? Các anh chị có biết được rằng là chúng tôi học ở đâu những cái câu là one coin one life Dealshaker từ đâu không ạ? So what is Dealshaker? Dealshaker, what we show you just now is to show you something that this all this expo let you use a new money called one coin cryptocurrency. Dealshaker là gì? Dealshaker chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là Dealshaker là một cái kênh mà để mà sử dụng đồng tiền của one coin. This is in Singapore. But we also, but we also have in Uganda, Russia, and Vancouver coming. Và đây là những cái flyer quảng cáo về những cái sự kiện triển lãm Dealshaker ở dọc quanh thế giới. Kế tiếp đây là tuần tới là sẽ có tại Uganda, ở Châu Phi, kế đến là ở Vancouver, Canada và kế đến là ở you can also use this new digital money called one coin in England, in Birmingham, and coming December in Thailand. Và các anh chị có thể sử dụng cái đồng tiền điện tử one coin để mua sắm trao đổi hàng hóa tại ở Anh và sắp tới đây là tháng 10 tại Thái Lan. So for our members, why are we doing so many expo all over the world? Tại sao mà chúng ta lại có rất là nhiều những cái triển lãm Dealshaker dọc quanh thế giới ạ? What is the objective of doing this? Cái mục tiêu để làm cái gì? It is to promote the usability of one. Đầu tiên là để quảng bá về cái tính thanh khoản của one. Why do we have to do that? Tại sao chúng ta phải làm như vậy? The reason is to create a higher value of one. Lý do là bởi vì chúng ta muốn tạo lên cái giá trị cao hơn cho cái đồng one coin. Do you want the one to be a 5 euros or a 40-50 euros? Các anh chị muốn đồng cái giá trị của đồng coin đó là 5 euro hay là 40-50 euro? Of course, you want a higher one. Yes. So how? Làm thế nào? So we have to create the usability locally. Thì chúng ta cần phải làm tăng lên tính thanh khoản ở tại địa phương. This is Ho Chi Minh City. It's local. We can do it in Hanoi. It's also local. Đây là thành phố Hồ Chí Minh nên chúng ta sẽ làm tại địa phương thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. We do it in Cần Thơ, we do it in Cà Mau, all are local. Chúng ta có thể làm ở Cần Thơ, làm ở Cà Mau, tất cả đều là nội địa. With all the local, you add together, it becomes a country. Và tất cả những cái thành phố như vậy, khi mà mình gom lại hết thì sẽ thành một đất nước. With those countries add together, it becomes regional. Và nhiều đất nước gom lại, nó sẽ trở thành khu vực. When you add the regional together, it becomes global. Tất cả những khu vực gom lại nó sẽ thành là quốc tế là cả một cái toàn cầu. And that is what we want to do, to let this cryptocurrency can be used globally. Và tất cả chúng ta đều mong muốn với một mục tiêu rằng là OneCoin được sử dụng toàn cầu. So to use it, we need merchants. Và để mà làm như vậy thì chúng ta cần những cái doanh nghiệp. Merchants have to accept this new money. Doanh nghiệp cần phải chấp nhận cái đồng OneCoin. So whenever we talk to a merchant, we'll ask ourselves, what do a merchant wants? Thì khi mà nói chuyện với lại doanh nghiệp thì chúng ta cần phải biết được rằng là doanh nghiệp họ cần cái gì. Any businessman here, you run business? Ở đây có ai là doanh nghiệp không ạ? Đưa tay lên giùm ạ. So, you who business, you want people to come to your shop, yes or no? Yes, và khi các bạn là doanh nghiệp thì các bạn cần nhiều khách hàng đến để biết đến doanh nghiệp của các bạn, đúng không ạ? You want people to pay money to buy your things. Bạn muốn khách hàng đến để mua sản phẩm và trả tiền cho thanh khoản cho các bạn, đúng không ạ? Yes or no? Yes. So, because we collected money, we have cash flow. Khi mà các anh chị nhận cái đồng tiền để thanh toán vào thì các anh chị có tiền, đúng không ạ?
This is what merchant wants. Đây chính là tất cả những điều mà doanh nghiệp cần. So if you can satisfy a merchant and give them this, do you think they will work with you? Nếu các anh chị có thể thỏa mãn được cho các doanh nghiệp những điều mà họ cần, thì các anh chị nghĩ rằng là họ có muốn làm việc với các anh chị không ạ? So, in general, when we want more business, we need to advertise. Nếu khi mà các anh chị muốn những doanh nghiệp mà muốn có nhiều khách hàng hơn này nọ thì đầu tiên là các anh chị muốn làm quảng cáo đúng không ạ? To advertise, you must pay money. Và khi mà các anh chị muốn quảng cáo thì các anh chị phải trả tiền lên trước ạ. After you pay money for advertisement, no sales. Và nếu các anh chị đã trả tiền ra để quảng cáo rồi mà không có ai đến để đến với doanh nghiệp của anh chị. What do you do? Anh chị làm gì ạ? You pay more money. Anh chị trả tiền thêm nữa đúng không ạ? To have more advertisement. Để quảng cáo tiếp. Because you want more business. Bởi vì các anh chị cần khách hàng. Businessman, is this correct? Đối với các anh chị có đúng không ạ? Điều này đúng không ạ? Yes. So, I have a suggestion for you. Tôi có một đề nghị đến các anh chị. You no need to pay advertisement fee, no need to pay consultation fee. Các anh chị không cần phải trả tiền quảng cáo hoặc là không cần phải trả tiền tư vấn. It will be a confirmed sale by pre-sale of vouchers. Sẽ có các anh chị có thể bán ra được bằng cách là bán những cái voucher, những cái phiếu giảm giá. He will buy happily from your shop. Khách hàng sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà đến mua hàng ở You can make him buy more. Và các anh chị có thể rằng là cái khách hàng mua thêm nữa. You can make him come back again. Và họ sẽ trở lại. And because you pay no fees, so with or without sales, you lose nothing. Bởi vì các anh chị không cần phải trả một cái phí nào hết khi mà có hoặc không có bán hàng được, thì các anh chị không mất gì cả. Is that correct? Có đúng không ạ? Yes. So, are you interested? Các anh chị có muốn không? Có muốn biết thêm không ạ? Yes. So if you are interested, then we share with him a little bit more what is cryptocurrency. Và khi mà cái doanh nghiệp đó mà khi các bạn giới thiệu như vậy và họ đã thích thú rồi thì các bạn có thể giới thiệu thêm về vấn đề là đồng tiền điện tử là cái gì. We'll introduce to him what is one. Và sau đó giới thiệu cho họ biết về là one coin là gì. We have about 3.5 million users over the world. Và chúng ta có 3.5 triệu user toàn cầu. The mining cost of our one is low. Và cái chi phí mà để mà đào coin của OneCoin bây giờ hiện tại rất thấp. It can be example as low as 1 euro, the current value is 27. Cái giá để mà đào coin bây giờ là 1 euro thì các anh chị có thể chia sẻ thêm là cái giá trị hiện tại bây giờ của cái đồng OneCoin là 27 euro. So that means you have a savings of 26 euros, means you earn 26 euros. Nghĩa là họ có thể tiết kiệm được 26 euro, có nghĩa rằng là họ đã kiếm được 26 euro. That is why there's so many people who want to use their one to buy things from you. Và có rất là nhiều những người khách hàng đang muốn sử dụng cái đồng OneCoin để mua sản phẩm của bạn. If you are willing to accept one payment, you will attract all this community to your business. Nếu bạn đồng ý chấp nhận đồng OneCoin có nghĩa rằng là bạn sẽ có rất là nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm của bạn. In Vietnam, there's 100,000 of one users. Ở Việt Nam có hơn 100,000 người có thể sử dụng được đồng OneCoin. Since the launch in 2017 February, we started with 7,700 merchants. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2017 đã có là 7,700 doanh nghiệp đã tham gia và hàng ngày thì có trung bình khoảng 300 deal được tạo ra. It has an average of 300 sales, deal sales every day. Trung bình mỗi ngày thì có 300 hơn 300 cái deal sales. As of end of last year, there's total of 53,000 registered merchants from 129 countries. Từ tháng 12 năm 2017 đã có hơn 53,000 doanh nghiệp đã đăng ký từ 129 quốc gia. As of today, I think it's 80,000, right? 80,000 merchants. Yeah. Và đến hôm nay là đã có khoảng 80,000 doanh nghiệp đăng ký rồi. From February to December 2017, in 10 months, there's total of 120 million coins transacted. Và trong 10 tháng thì đã có 120 triệu coin đã được thanh khoản.
at the value in December last year, this becomes 2.4 billion euro dollars. One line, our first year turnover is 1 billion. But in Dealshaker, in 10 months, the turnover is 2.4 billion. Because we have a big usability. So when I share this with a new merchant, and he says, yes, I'm interested. I go to the back office. Go to the profile and I sign him up at the lower blue box. When I click him as when I click the blue box, you'll come up with this, I'll sign him up. And his account is created. And then we know more about his business and help him to write a deal. And we submit it to the company. With the help of Tiffany and the whole team, we will help you to push the deal to be approved. So that more of you can use your points to buy things. Locally, regionally, and globally. And I hope that this information is useful to you. And thank you very much for your time.